Hello em. Chào anh, đang đi Anh làm anh, nãy khỏe không khỏe? nãy đợi đợi mà ở nhà đợi mà mấy rồi thôi về anh chạy ra đi, lên đi làm cái khu. Em có thấy bà đợi anh chút nè, hôm anh nói với em là anh cái trailer này nè, đó cái nhà này anh đang làm đó, ở bên này cái khu nhà này thì em nãy có thấy anh nhắn tin không, là căn Dạ nhà này khoảng 60 tới 80 thôi, nhưng mà cái nhà này dạ anh mua khoảng 35.000 nhưng mà anh bỏ vô nữa. Cái nhà này dạ nhà anh hai phòng sửa lại nhé, hai phòng cái biết hai phòng một bát, và anh đang làm anh đang sửa lại làm 3 phòng 2 bát rồi mướn nhiều tiền hơn chút nhé. rồi cái sân là của mình luôn ha anh, Em nói gì, cái sân mà anh đậu chiếc xe hơi là của mình, đất của mình luôn hay là của ai? đất của mình luôn mà, đây là nguyên một khu này nè. Cái nhà này là mới đầu thì anh cái nhà này nè, anh sửa cái nhà này xong rồi, cái nhà này là ngày xưa thằng bạn nó làm chung hẳn với anh, làm hẳn qua phu đó, rồi nó mới bị bệnh, nó mua về gia đình nó, rồi nó hỏi anh mua nhà này không, rồi anh nói ok nếu mà được giá thì make deal, thì được giá rồi anh make deal luôn. Ở nhà này anh mới sửa xong anh cho mướn rồi, ngày xưa anh mới mới qua năm 91 á là anh ở cái nhà đó đó. Cái nhà đó hiện giờ ông già anh đang ở nhà bên đó đó, thấy không? Thấy thấy Đó, cái xe ông già anh đang đậu ở trong đó. Còn ngày xưa anh mới qua năm 91 anh ở đây được 1 tháng, xong rồi anh em của anh mới mới đi mua nhà khác mua vô. Rồi bây giờ thì một cái nhà vậy nó rộng chừng nhiêu mét anh, tính luôn sân á, nó rộng chừng nhiêu mét? cái tính luôn xăng này hả? Tại giờ ở đây có một lót nhà. Cái này mà nếu mà anh Lợi Minh á, ông Lợi Minh ông có lên á, ông biết cái khu, tùy theo khu. Cái lót này á là nó nhỏ, mình chỉ xây được cái nhà này thôi, ngày xưa người ta xây dựng cái nhà này thôi. Ở bên này một lót rồi, từ hàng rào bên đây nè. Từ hàng rào bên đây đi chạy qua tới bên kia. Giống như cái nhà này nè, cái nhà này giờ nó kêu bán này, em thấy không? Đây. Cái nhà này đó, cái nhà này nó hư hết rồi, nó bèo lắm, nó kêu bán có 25.000 mà không ai mua nữa đó. Anh vô anh coi anh định mua nhưng mà anh thấy nó hư quá, sửa nhiều quá không có make money, bởi vì anh không có mua. Nhưng mà cái nhà này anh đang sửa là cũng cũng sắp xong rồi, khoảng 2 tháng nữa xong. Nhưng mà anh làm những mình thôi, làm ngày xưa em hỏi mày có thằng Mỹ đó, rồi bây giờ thì nó nghỉ rồi, mấy thằng Mỹ rồi nó muốn làm nó không làm thôi, nó có job khác nó làm thì nó không làm cho mình nữa, đó là vậy. Vậy là anh mua cái nhà cũ xong rồi tự anh sửa luôn hả? Tự anh sửa anh cho thuê luôn. Đúng, tại vì ngày xưa anh đi học high school á, học ở bên này. Ngày xưa anh nói với em là anh đi qua đây anh vẫn còn học cấp 3, lớp 10, 12 là nó ở trong trường, nó có cái lớp nó dạy cho mấy đứa học sinh, mà lớp đứa nào cũng vậy hết, nó muốn học thì nó vô nó học cái lớp mà làm sao mà để cầm cái cưa cắt, làm sao để sửa đóng cái bàn cái ghế, làm cái hộp thư. Ngày xưa anh có học cái lớp đó, nhưng mà nói chung thì basically là căn bản là anh biết làm cái đó rồi. Mấy ông anh rể của anh đó, nhà chị của anh cũng có đầu tư ba cái vụ này. Bởi vì anh mới thấy, nếu anh có anh em có thấy anh có mời anh Lợi Minh lên á, thì anh Lợi Minh anh biết vụ này nè. Thì nói chung là bây giờ thì anh thất nghiệp ở ở hãng, thì bây giờ anh làm cái vụ này, cũng Làm vụ đó cũng được chứ anh. Em thấy cái cách làm của anh là của anh là ok, tức là anh mua nhà cũ xong anh sửa lại xong rồi anh cho thuê đúng không, đúng, lấy giá. bán nữa, được giá, make deal, bán có À lời không thì anh, bán. em thấy cái cách làm của anh là ok đó, ở Việt Nam người ta cũng làm nhiều lắm Anh ở đó. đây anh ở đây không cái bằng cái móng tay của người ta đó. Em ví dụ em mà search lên, em không biết thành phố của anh là Fort Smith, tiểu bang Arkansas. Ở đây cái ông đó là ông Hoàng, ông tên Hoàng, ông ngày xưa cũng làm chung hãng với anh luôn, làm hãng tủ lạnh, nhưng mà làm hàng lúc đó cũng ok lắm, nhưng mà ông bỏ ngang ông không làm. Vợ ông thì làm nhà hàng Jenny Jenny J là cái nhà hàng mà nó bán đồ Jenny á. Ông tại vợ ông biết nấu đồ giống như nhà hàng buffet á, biết không? Đặt ông Biết buffet đó, đồ ăn của Trung biết Quốc, nhưng mà thực ra là chủ là người Việt Nam. Ông ở đây ông cả trăm cả nhà á,
Ông đó, ở đây nói nhà ông nhỏ, Hoàng, nhỏ. ở đây nói ông Hoàng là ông biết hết đó. Tức là cái nhà Hoàng. Dạng giống 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 như cái nhà của anh đang làm đó đúng không? Đúng. Nhà của ổng mà rồi ở bên đó là giống như khu chung cư. Em thấy không? Đâu chung cư đâu anh? Chung cư này gọi là apartment. Cái xe màu đỏ đang đậu đó là trên cái sân đó là của ai anh? Đây là của khu apartment bên đây, thấy chữ apartment sao O Street không? Tức là cái sân đó là của cả cái khu đó đúng không? Chứ đúng. Không phải của cái nhà nào đúng không anh? Không, của cả khu này luôn. Dạ, cả rồi. Cái khu này là cái này cái nhỏ thôi. Tại vì cái nhà nó không có cái hàng rào. Vậy... cái nhà nó không có hàng rào đó, em không biết đúng. Là cái nhà đó đất nó bao nhiêu hết. Đúng đúng, tới cũng thời có cái nhà mà có nhà thì có hàng rào, mà có nhà hàng rào nó tới đây thôi à. Có dạ. Nhà nó tới đây thôi. Em biết. Ủa cái nhà. Mấy cái nhà đó cũ quá vậy mình cho mướn được nhiêu tháng anh? Cái nhà thì cái nhà này nhà cũ, bởi vậy nó anh mua nhà cũ anh mới sửa lại, nó thành mới hết giống như cái nhà bên đó đó. Nhà bên đó ngày xưa cũng nhà cũ. Mà nhà cũ hình như đó mà nó cũng anh cũng mua 40.000 tại nhà bên đó lớn hơn. Bây giờ anh sửa lại mới hết, giờ anh cho mướn 900 mấy tháng. 900 rưỡi à? À 900 mấy tháng. 900 rưỡi một tháng vậy mà ví dụ như mình mướn vậy là cho bao nhiêu người vô mướn anh? Nhiêu cũng được hay là sao? Có giới hạn không? Có giới hạn chứ. Nó đâu để cho nó vô nó ở nhiều quá thương nhà mình rồi sao? Mình nó phải ký contract với nó. Dạ. Ở đây cái vụ này là ông Lợi Minh ông biết rồi. Cái này á, ông Lợi Minh là để anh nói với em nghe, ông Lợi Minh ở bên đây ông làm air condition gì? Air condition là em biết cái máy này không? Cái máy này là cái máy này nè. Dạ. Đây là cái hệ thống hệ thống giống như máy điều hòa đó. Ở Việt Nam mình thì mấy cái commercial lớn á, mấy cái building lớn á nó mới có hệ thống điều hòa lớn. Còn đây mấy cái nhà nữa hoặc là mấy cái nhà ở Việt Nam mà người ta mua mấy cái máy như máy lạnh để cửa sổ á là khác. Còn ở bên này bây giờ ta không có xài cái đó, ta xài nguyên cái máy lạnh máy luôn, mình mở vô nhà là ở trong nhà nó nóng hết hoặc nó lạnh hết. Yeah. Gọi là air condition. Cái ngày đó là ngày của anh Lợi Minh á, ông Lợi Minh ở Arizona ông làm đó là bán hay là sửa anh? Bán hả? Ông ý anh nói á, là cái nhà bên đây á là cái này á, ông Lợi Minh á là ông có cái company, thay vì ông có cái bằng, làm cái này là phải có bằng. Rồi ông mới đi hỏi người ta rồi ai có muốn gắn á thì ông mua cái máy này, mà rồi. Ở đây á là mấy người có cái bằng mới mua được cái máy chứ người mà không có bằng mua không được. Dạ. Ở company á không có bán, tại vì cái đó nó liên hệ với có cái chất freon, là cái chất ở trong cái mắt làm lạnh á là phải có bằng mới được. Thì đó ngày đó là ngày của ông Lợi Minh đó. Ở bên này ví dụ giờ em sửa xong rồi gì, giờ em mở cửa vô cái máy này á là nó sẽ chạy rồi cái nó hút hơi lên đó nó thổi xuống, rồi mình đi mấy cái lỗ e từ ở trên mỗi phòng nó xuống, nó thổi cái là nó tỏa ra hơi lạnh hơi nóng gì đó. Tùy theo mùa đông hoặc là mùa hè. Đó là cái job của anh làm. Bây giờ anh đang đi làm rồi thì bởi vậy không có livestream với em được. Nhưng mà giờ thấy anh sửa em thấy là một mình anh sửa cái nhà đó hơi đuối luôn á, lâu nữa chứ phải nhanh đâu. Đúng không? Lâu. Rồi anh có cái xe rồi anh chạy cái xe đi ra cửa hàng anh mua đồ xong rồi anh quay vô đây anh sửa mình anh vậy đó hả? Ừ. Đó là một người là anh, tại ngày xưa thì anh có lính làm với anh khoảng chừng hai người, nhưng mà giờ nó nghĩ là nó có việc khác nó làm rồi nhiều tiền hơn. Dạ. Nhưng mà bây giờ anh đang cần người đó chứ. Có thằng Mỹ thứ hai này nó hỏi nó cần việc làm rồi. Ok, ngày xưa nó cũng bạn anh luôn. Anh trả nó giờ nói giờ deal với nhau, giờ tao trả khác cho mày. Ví dụ giờ nó đi làm cho hãng á, thì ở tiểu bang này á, như 9 đồng giờ là medium là phải làm thay thế nữa. Cái này là deal ra. Anh trả nó tao trả mày 10 đồng, tao trả cash. Cash là có nghĩa tao trả tiền mặt mà giờ mày muốn làm không mà không cần phải khai thế gì hết á. Dạ, khỏi thế. Đó thì cái đó là chuyện nhỏ, cái này là nhỏ thôi, cái đó là mình lách được thì mình lách. Đó cái đó. Dạ là... ok. Dạ hợp lý. Còn mà mình làm lớn quá thì mình không làm vậy được. Dạ đúng. Thì cái ngay chỗ này ngày xưa là cái garage. Cái garage hai phòng bên này á, phòng khách, phòng ăn bên kia, phòng ngủ. Cái này là cái garage, bây giờ là anh mua cây về anh làm ở đây thêm một phòng nữa. Dạ. Thêm một phòng nữa là ở trong này là cái master bathroom, là cái nhà tắm á. Ở đây là cái phòng ngủ.
ở bên ở trong đó đó là cái tủ quần đổ đựng quần áo. Còn bên này á, cái này á là cái chỗ này làm máy giặt, máy sấy với bình nước nóng, nó nằm đây. Dạ. Yeah. Còn phần bên kia là mới có cái nhà tắm bên kia nữa, hai phòng ở đây là riêng. Rồi còn ở chỗ này á, là ngay chỗ này là cái phòng khách. Bây giờ nó để tùm lum đầu hết, em nhìn cũng hơi chóng mặt ha. Yeah. Thấy anh dọn cái dọn và sửa cái nhà đó là cực khổ đó, chứ không phải giỡn đâu. Thì bên này bên thì đúng rồi đó, mình làm một mình là lâu lắm. Nhưng mà nói chung là lâu chắc khoảng nhà này anh làm khoảng chừng 3 tháng là xong rồi. Dạ. Yeah. 3 tháng là mấy tầng? 3 tháng là 12 tầng, thường thường 2 tầng á. Ở đây là cái kitchen. Ở đây là cái kitchen này anh không có sửa gì hết á. Này ngày xưa nó ở nó dơ rồi, bây giờ anh clean lại, anh sơn lại là xong. Bỏ đây là cái tủ lạnh, đó là cái bếp, cầm vòng lại clean lại để mai mốt anh làm xong rồi anh quay cho em coi livestream với em cho em coi, tôi thấy nó sự khác biệt đó. 3 tháng lâu luôn anh. Ủa mà cho em hỏi cái này, ủa vậy nếu mà thường cái những cái nhà như vậy sao anh không thuê một công ty nó sửa cho anh, nếu mà thuê công ty đó đắt hay sao anh? Trời ơi, thuê công ty chịu nổi đâu. Thay vì dạ, cái nhà là thuê công ty rồi mình làm sẽ không còn lời đúng không? Mình làm mình không còn còn đúng, nhưng mà trong khi đó anh biết làm, anh có thời gian, mà tại sao anh không làm đi thuê công ty chi? Phải không? Dạ. Thuê cũng được, nhưng mà giờ cái nhà nào anh thuê là bèo lắm là 20.000. Bèo đó nha. Dạ. Nó 20.000 đó tiền công thôi, còn tiền vật liệu là chưa tính đúng không? Đúng. Đó tiền công thôi đó, tiền vật liệu là bèo lắm là khoảng 15.000 nữa. Nhưng mà trong khi đó anh biết làm mà anh đâu cần thuê đâu. Dạ, anh xây được 15.000. Đó. Đó là đó chứ không phải là mình biết làm thì mình làm, chứ mình không làm cái gì mình cũng thuê không có lời á. Dạ đúng rồi, anh nói hợp lý. Đúng, giống như giờ mấy cái đường ống nước nè, điện nè, phải không? Mà cái đó là phần cần phải có bằng, mà điện á thì anh ở nhà anh chạy hết luôn. Rồi anh kêu cái bạn của anh á nó có bằng. Tới hồi mà CT nó lại nó check nó coi thì cái người bạn của anh á nó tới nó nói ok giờ cái job này tao làm rồi, nhưng mà trước khi kêu CT nó lại nó coi á là nó đã coi mình làm coi có đúng kiểu cách không. Bây giờ điện anh cũng biết đi mà, điện nhà này dễ thôi chứ có gì đâu. Rồi, ở bên Mỹ nó khó chứ anh, ở bên Việt Nam này anh sửa thoải mái luôn, không ai kiểm tra anh ví dụ điện hết á. Ê, ở đây mà ví dụ cưng, ở đây mà cưng làm không có, em làm mà không có đúng em là giá nhà công ty bảo hiểm á nó sẽ cho người tới nó điều tra tại sao cái nhà này cháy, lý do gì cháy. Nếu mà nó nói mình mà làm không có đúng á, mà nó hỏi ai đi làm điện, cái công ty nó làm điện rồi phải giấy tờ đàng hoàng ngày xưa, xong rồi nó không có đền cho mình đâu, tại vì nhà mình mua bảo hiểm, nhà cho mướn. Còn nhưng mà có vậy, ở trong đây là city limits là em phải theo cái rule của city, còn nhưng mà em đi ra ngoài khỏi cái thành phố á thì em xây nhà em đi điện đi nước đi lạnh gì cả em, cái đó là outside city no problem. Có gì hết. Còn ở trong tức là cái city, chỗ của anh là nằm ở trong city phải không, cái chỗ anh đang đứng nói chuyện mà nằm ở trong city. Trong cái khu này á là trong city, khu này khoảng chừng 60 tới 80 thôi, không nhiều. Còn nhà tức là cái khu này của anh là cái khu để ở thôi, chứ không có kinh doanh hoạt động mua bán gì đúng không? Đúng, ở đây không có ai mà chỗ kinh doanh là chuyên kinh doanh, chứ không có đi ra được quyền ra đó kinh doanh xong đi về chứ không có được quyền ở đó ngủ, không có chỗ đó ở đây. Nhưng mà ở đây cũng không ai đâu muốn đi ra đó ngủ ở đó, chỗ đó đi mình đi về nhà mình nó im hơn, nó không có ồn ào. Còn ngoài đường lớn, chỗ kinh doanh là đường lớn, xe nó chạy cũng thầm mà che chạy tối ngày, mình đâu có thích. Ở đây là đó. Sao bữa nay đi ăn gì? Thì nói chung là đi ăn vòng vòng ở Sài Gòn thì tùm lum món hết anh, hải sản này nọ. Mấy món anh về Việt Nam biết chỗ nào ngon ngon giới thiệu anh không? Thoải mái, anh về Việt Nam đi, ghé anh chơi. Ok, anh về Việt Nam anh tới cái chỗ phòng gym của em rồi anh em mình gặp nó chuyện chơi. Rồi, xua chắc chắn anh rồi. Thì anh bữa nay anh dự định là anh lên nói với em, tại vì hôm trước á anh nói chuyện với em á
là em nói là đưa cho em coi cái mấy cái bằng giấy tờ đồ này kia, cái chủ quyền nhà thì anh có rồi đó. Mà nhà này á, cái ở bên đây á, nhà của mình á, mình mới mua bảo hiểm. Anh đã tại vì em nói thì anh soạn lại giấy tờ rồi, biết không? Cái giấy tờ mình ở cái nhà anh có bảo hiểm, nhà của mình muốn mua bảo hiểm chứ. Nhà cho mướn mình cũng phải mua bảo hiểm thì giấy Dạ mua tờ chứ cũng không nó cần. cháy thì sao anh? Hả? Mua chứ nó cháy rồi sao? Nó sập thì Đúng. tùm la chứ bộ. Đúng, để anh cho để anh đưa cái đó là thấy là cũng đủ bằng chứng là anh có những cái nhà rồi, phải không? Có mấy cái nhà đó Dạ. anh thấy chứ, Dạ. anh không có nói là nói không, không có nói là nói chơi vui đâu, không phải. Dạ. Nói công bợ Việt Dạ. Nam mấy người này nói anh nổ chứ không thật là không phải, có sao anh nói vậy Thì à. Đó. anh đưa ra được giấy ai dám nói nổ nữa anh, đúng không? Thì Không. anh cứ đưa ra giấy là mấy bạn cũng hết nói nổ Thì luôn. đúng đúng, nhưng mà bây giờ hồi nãy anh đợi em không ấy rồi anh đi rồi, anh không có đem giấy tờ theo xe làm gì, anh bỏ giấy Thì tờ ở không có gì, nhà. ngày Đúng. mai trưa mai em like, trưa Ok. mai em like giờ Việt Nam khoảng chừng 10 giờ anh có vô được không? À, 10 giờ hả? Được. Nhưng mà trưa mai hả? Trưa mai, bây giờ tối hả? Bây giờ tối bên đó không? Ồ, vậy là lúc đó là 10 giờ sáng chủ nhật bên đó gì? Dạ Ở đây ở bây giờ là tối thứ bảy bên đó gì? đúng rồi, Vậy là tối thứ bảy bên đây á, là 10 giờ sáng bên đó. Hình như tối bên đây khoảng 5 7 giờ hay 8 giờ Cali là có chương trình của anh David Lee đó. Em có hứng thú dạ không? Dạ, hứng thú thì vô chơi, anh em đó nói chuyện lịch sử lắm. dạ Anh nói dạ nhiều khi còn còn nhiều khi mấy người thấy đọc tên này thấy anh thấy anh còn hay hay nói chung là hay bực bực rồi nói lại, nhưng mà mấy anh nói lịch sử lắm, nó thiệt không không có giống như anh nữa thiệt á. Anh dạng bèo bèo nói chuyện thấy vui vui, giống Duy Nguyễn thấy vui vui, thấy Duy Nguyễn lịch sử rồi lên tao đổi. Dạ. Ủa rồi chắc chắc anh bị mất mạng nữa rồi hả? Hình này các bạn ấy, thì ở một cái xã hội nào hay ở một đất nước nào á thì chúng ta cũng cần phải lao động mà sống. Đúng không? Và chúng ta cũng phải biết dựa vào cái năng lực của mình, chúng ta phải biết dựa vào cái thế mạnh của mình để chúng ta kiếm tiền. Thì anh Dũng Võ hồi nãy đó, anh dựa vào cái thế mạnh của mình là gì? À, tức là anh biết làm những cái việc lặt vặt trong nhà, biết đi điện rồi biết đi nước rồi biết sửa nhà, thì anh bỏ công ra để anh sửa cái nhà đó, anh khỏi phải thuê công ty, rồi sau đó anh sửa xong rồi anh cho thuê, anh kiếm lại tiền. Đó thì rất là cái cách làm ăn và cách kinh doanh của anh Dũng đó. Thấy anh Dũng nếu mà anh, như anh nói là cũng chịu khó đó, sửa cái nhà đó nó thiệt bạc, sửa 3 tháng cho đưa gì thôi thua luôn, đưa gì cái nhà đó là chứ không biết sửa nhà đâu, đưa gì thôi gì kêu công ty mày lên mày làm cho tao đi chứ thôi không biết sửa thiệt. Anh Dũng anh giỏi, giỏi cái đó, đưa gì làm được đâu. Hai phút mày cho 5 phút hả? Ok Dạ 5 phút, 5 phút cho nó cho thoải mái, rồi anh cứ nói đi ok em bước cái anh cứ nói ok đi em đi. Dạ anh không có cái gì phản biện hết với anh Vương thì phải à. Thôi thì giờ anh nói thì hầu như thì cũng có cái đúng mà cũng có cái sai. Có cái sai là hồi nãy nói cái vụ nhà mà Mobile Home á. Ở đây anh em nào mà ở Mỹ á, thì biết cái Mobile Home á, là nó có nguyên một khu đó là người ta mình mua nhà mình mua cái Mobile Home á, người ta chở tới cái Mobile Home đó, người ta set up cho mình hết rồi, người ta gắn cái Mobile Home có nghĩa là giống như cái trailer nè đó, đúng rồi nè, để anh cho em coi, giống như cái trailer này nè, nó có bánh xe. Rồi xe đó, cái xe tải 18 bánh á, cái gọi là semi truck á, rồi nó mới đúc hai cái cây sắt vô. Nhưng mà ở Mobile Home cái khu mà cái nguyên cái khu đó nó giống như cái khu nguyên khu đất vậy đó, chủ đó, bởi vậy anh mới nói là tại sao Mobile Home nó không phải là của mình mua cái Mobile Home, mình tới đó cái khu đất đó đó, nguyên một khu đó đó, rồi thằng chủ Mobile Home á nó set up cho mình, rồi mỗi tháng á mình trả tiền mướn đất, đó là nó đúng. Còn cái nhà đó, cái nhà là nó cái nền nó gọi là foundation, nó xây gạch lót giống vậy nè, nó xây gạch lót giống vậy nè, ở trong này là có lỗ thông hơi,
Mấy bạn thấy không? Tôi nói là tôi nói không phải là anh đó không biết anh nhìn sao, mà anh chưa nhìn kỹ mà anh nói cái khu này là khu Moby Home là không phải. Đó là vấn đề đó. Cái nhà này á, cái nhà này tôi nói cho mấy bạn nghe. Anh em ở đây nghe. Moby Home là cái nguyên cái khu, nó có cái khu của nó, còn cái nhà này á là nó từng lóc một. Nó có từng phần đất một. Để tôi dở ra cho mấy bạn coi. Anh nói em nghe kịp không? Kịp nghe anh. Không? Nghe. Dạ. Yeah. Anh nói là giống như cái nhà cái Moby Home á, là nó có xe nó tới nó chở xuống rồi có mấy cây sắt nó để xuống nó set up lên rồi để nó để cái nhà giống như là cái nhà này nó để lên. Còn cái này á nè em thấy không, ở đây là cái lỗ thông hơi nè, ở đây là gạch lóc nè, hiểu không? Gạch lóc rồi bắt đầu nó mới xây cái này xong rồi mới để cây lên, nó xây lên. Ở dưới đây á là nó đi đường plumbing, là đi đường nước không? Đúng rồi. Để anh nói em nghe nè, cái này là cái bậc tam cấp. Rồi ngày xưa cái nhà này sao không biết. Ở bên này nó cũng có cái tam cấp nữa. Anh phá ra, mới mốt anh xây lại. Tại vì ở đây mới mốt anh sẽ đóng siding lại luôn nè. Cái này đó là anh phá ra để anh cho em coi. Để cho anh coi, em coi với anh đó. Anh hồi nãy anh nhìn không kỹ mà anh nói cái khu này là khu nhà. Mình trước khi bởi như mà anh nói anh nổ, anh không phải nổ, nhưng mà trước khi mình nói mình phải nhìn cho kỹ cái đó. Để người ta nói làm sao chứ chưa gì hết mà đó. Đó nói. Nè, để anh cho em coi cái ở dưới đây nè. Em có thấy không? Có thấy không? Sắt. Đây là ở dưới nhà nè. Đó nó xây gạch nè. Nó xây gạch, gạch. Rồi đây là cây của nó nè, dàn cây của nó là nó mới bỏ cây, nó lên vòng vòng nó mới đặt cây xuống. Còn Moby Home nó cũng giống như vậy. Nhưng mà dưới đây nó có mấy cái cây thanh sắt bự lắm. Rồi nó xe nó kéo tới là nó đẩy xuống. Cái hệ thống đó là hệ thống nước á. Hệ thống đó nó đỡ trong nước. Đó là cái, đây là cái nhà chứ không phải là cái Moby Home. Ông nói vậy là ông nói sai. Chứ không phải là chỉ vậy thôi. Còn mọi cái Moby Home á, cái khu Moby Home á là nó có nguyên một khu. Bởi vì đẩy xuống rồi mỗi tháng á là phải là đóng tiền thuế đất. Đóng tiền thuế đất giống như mình mướn đất đó. Còn cái Moby Home thì mình chở đi được. Rồi mà Moby Home đó. Còn cái nhà, cái khu này á, cái khu nhà đó là mọi em nhìn mình mỗi nhà đó kìa. Thấy không? Nhà đó kìa, nó có mỗi cái lóc đường, mỗi cái lóc đó, mỗi cái lót đất. Chứ còn một Moby Home nó có một khu, có từng khu. Chứ không có chỗ cái Moby Home á là nguyên một khu chứ không phải là từng cái một, từng cái một. Còn cái này là từng cái một nè. Cái khu này nè. Dạ rồi, em hiểu rồi. Dạ. Anh nói đó, anh nói. Ủa đó, vậy? Anh Dũng ơi. Anh nói anh dòm chưa kỹ mà anh nói cái khu này khu Moby Home là không phải. Chỉ vậy thôi. Vậy anh Dũng ơi cho em hỏi là ví dụ như những cái nhà đó anh mua đó là cái miếng đất ở dưới cái nhà là của anh luôn đúng không? Chứ không phải là của chủ khác đúng không? Không. Dạ rồi. Cái nhà này mà anh mua là mua nguyên một khúc cái miếng đất này luôn, có từng lót đất một. Mỗi cái nhà là mỗi lót đất. Còn hồi nãy anh đó ảnh nhìn chưa kỹ hay sao, hay là ảnh nhìn kỹ mà anh nói vậy là không phải. Cái đó là anh chứng minh cho em thấy là anh không có nói dốc. Anh không có anh không có nói không phải có một mà anh nói hai, không phải. Rồi. Anh đó anh ở bên này mà anh nói hình như còn dưới cái mà cái gì nãy em nói chuyện với anh cái vụ mà cái người mà ở tù tội đó. Chưa anh. Cũng có cái ở cái nhà cho em hỏi thêm một câu nữa. Là ví dụ như cái nhà ấy em cho em coi á, là nó có gạch, nó có gỗ, nó dựng lên trên miếng đất như vậy, thì cho em hỏi là những cái công trình vệ sinh giống như là đi tiểu đi tiêu gì đó thì nó sẽ xả xuống chỗ nào anh? Nó có xả xuống lòng đất hay không? Nghe nói nè, cái nhà này á, cái cầu tiêu nó nằm ở trong nhà luôn, tại vì lạnh mà em, lạnh nóng cầu tiêu. Bởi vậy ở trong cái phòng ngủ mình có thể build một cái nhà tắm nữa. Hồi nãy anh chỉ em mà là cái garage đó anh build đó, là nó có cái đường ống. Cái đường ống từ ở trong nhà mình đi ra ngoài. Cái đường ống nó xuống, ví dụ nhà có hai cái đường ống mà giống như đường ống đó, nó đi ở xuống đất. Nhưng mà đường ống nó đi ra ngoài, đi ra ngoài đường lộ này nè. Nhưng mà đây là đường trước, còn ở sau á nó đi ra đằng sau. Rồi cái đường ở sau nó có một đường ống lớn đó của city. Của chính phủ. Để anh cho em. Nó nối vô đường ống luôn anh. Từ ở trong nhà nó nối ra ngoài đường city ở sau nhà.
À, rồi xong rồi rồi những cái chất thải đó nó mới chuyển về city để xử lý ha. đúng rồi, nó chuyển tới nguyên một cái vùng đất, nguyên một cái miếng đất gọi là sewer plant, là chỗ đó nó Dạ. chuyên môn xử lý, nó xử lý sạch sẽ xong rồi mới nó mới qua cái chất ba cái chất còn mà nó không xử lý được thì nó móc lên nó đi bán cho mấy cái công ty mà nó làm phân bón, Phân bón, còn dạ, nó xử rồi. lý về nước á, thì nó sẽ đưa Dạ. về đưa ra sông, nhưng mà trước khi đó nó đã xử lý sạch sẽ hết rồi. Này em thấy không, ở bên này nó có từng Dạ khu, rồi. có hàng rào đàng hoàng nữa chứ. Có thằng hàng rào đàng Vậy hoàng, thì cho còn em cái hỏi mở mobile rộng home nó ra. nguyên một, Dạ. còn cái nguyên cái mobile home á Cho là nó nguyên em một hỏi vùng mở đất luôn, rộng ra anh. rồi nó được từng cái mobile home. Hả? Dạ là nó có Còn nói hàng sao? rào xong rồi có sân rồi có nhà. Tức là cái nhà của anh nói nó không phải Đó, mobile đó là cái home tại vì nhà. nó có hàng rào rồi nó có sân. Rồi nó có sân nữa đúng không? Đúng. Rồi nó có nhà Đúng, nữa. anh đó anh nói, Rồi. anh nói là Rồi sai còn là cái sai chỗ mobile. đó. Chứ Dạ, ảnh hồi còn nãy cái anh nói mobile home có là sân không anh? em nói gì? Cái mobile home Mobile bên home Mỹ nó à? có sân không anh? Có mobile home nó có sân chứ, Dạ. nhưng mà cái sân đó là toàn chung hết, giống như cái apartment mình đó kìa. Giống như cái apartment mình Dạ đó rồi đó, rồi, đó là cái sân khu chung. chung cư đó. Còn cái nhà của anh là sân riêng. Cái nhà của anh Cái là sân nhà riêng của đúng anh, không? đúng. Đúng. Anh đó anh nhìn không kỹ hay là anh nói vậy chứ anh không biết lý do anh sao anh nói vậy. Trước khi mình muốn nói vấn đề gì đó, mình phải nhìn cho nó kỹ. Phải không? Anh ở Florida 36 năm mà, ở Mỹ 36 năm mà anh nhìn cái nhà với cái mobile home, cái khu nhà với khu mobile home anh không nhận ra mà vậy là anh thua ông này rồi. Nói thiệt. Cái đó là anh nói thiệt, anh nói có bằng chứng đàng hoàng chứ đâu có, anh chỉ cho em đàng hoàng chứ không phải là anh có anh nói với ông kia với giống như anh kia đâu, nói thiệt á, cái đó là anh nói Dạ thiệt. rồi. Để mình nói Dạ. mình nói Dạ vậy để rồi làm vậy giờ, gì? bây giờ còn cái Chứ vấn anh có đề. bằng chứng mà. Dạ anh ơi thời gian có hạn anh. Vậy còn cái vấn đề mà Ok. tù tội gì đó, còn vấn đề gì tù tội gì hồi nãy thì như anh muốn nói vấn đề tù tội nữa đúng không? Đúng đúng. Anh cũng Rồi rồi. cũng nói cũng có cái sai nhưng mà giờ bây giờ em có muốn khuya rồi, giờ em có muốn nghỉ hoặc là em muốn nói chuyện tiếp tục thì anh ok. Tại nãy anh muốn đi Chừng muốn chừng làm 1 phút, rồi. 2 phút được không anh? Chừng từ 1 phút tới 2 phút anh nói vấn đề Ok. tù tội anh đủ không? Ok, đúng. Anh đó anh Dạ. nói vấn đề tù tội. Anh chưa có đi tù, anh cũng chưa có đi tù bởi vậy, nhưng mà Rồi. có nhiều người, có mấy thằng Mỹ nó làm cho anh, nó cũng từng ra tù mà. Nó đi tù Dạ. nó về nó làm cho anh, bởi vậy nói là anh nói với nó giống như thằng nó nghỉ này 2 tuần nó làm cho anh. Nó nói bây giờ á, giờ tao trả cho mày nhiêu đây, mày chịu không mày làm, còn không chịu thì thôi, chuyện đó không phải. Nhưng mà nó cũng có cái anh đồng ý là làm với mấy đó cũng sợ lắm, mấy nó mấy tù tội mà. Nhưng mà nó anh nói chuyện với nó là anh phải hỏi trước đó là mày có bao giờ phạm tội chưa. Nó nói đúng rồi, tao ở tù 13 năm tao mới ra, nhưng mà nó cũng ok. Nhưng mà nói chuyện Dạ. ăn thua là do mình, ăn thua là do Dạ rồi mình là rồi đúng chủ, mình nói ok. chuyện với nó làm sao, mình đối xử với nó làm sao mới ok, không? Còn mà anh nói mấy đứa ở trong tù mà đi ra làm thì cũng có lý, nhưng mà ở trong tù nó có chương trình dạy học. Nó thằng này nó đã học ở trong nó ở trong tù nhưng mà đều được nó được lấy cái bằng diploma. Nó bằng diploma là giống như cái bằng high school, bằng trung học á. Nó lên này thậm chí nó học 2 năm đại học nữa, ở trong tù nó có chương trình đó hết. Cái Nên bằng nó đó nói như với là anh bên là Việt Nam nó giống như bằng cao đẳng ha, đúng rồi đó, nó nhưng dưới đại nó học có chút chương trình đó thôi, hết. nó dưới đại học Dạ thôi. nó có chương trình đó hết đó. Nhưng mà hồi mà đi ra mà đi làm hãng, đi xin làm hãng á, hãng nó cho, nhưng mà cái đông trong cái đơn đó đó trong cái đơn đó nó có hỏi mày có bao giờ bị phạm phạm tù tội gì chưa. Có, nếu mà có thì từ năm nào tháng nào phạm tội gì, phải không? Rồi rồi hãng cái người mà phỏng vấn á, nó cảm thấy trong khi lúc phỏng vấn nó cảm thấy cái người này nói chuyện với người này nó có cái tấm lòng để quay lại hôm thì nó nhận, còn thấy cà chớn của nó không cho không nhận. Nhưng mà khi ra tù rồi ở bên này á, chính phủ á, sở cảnh sát á, nó phải bắt mỗi tháng đi tới cái lớp đó nó học, phải để trở thành để gia nhập lại cuộc sống. Nó phải có cái nó có cái record đó, nó xong cái record đó nó đi xin việc thì người ta phải nhìn ở trong record đó nó có đi tuân thủ theo cái pháp luật của thành phố, của sở cảnh sát hay không. Rồi nếu mà người nào có chấp hành ok tốt đó, thì nó có credit để được đi làm, giống như credit, giống như nó có nó được cái hãng đó, nó nhìn vô cái hồ sơ đó, nó thằng này chấp chấp hành tốt thì nó có cơ hội để đi làm nhiều hơn.
Ông đó ông nói nếu mà ở tù xong bị ra không có việc, ông đó nói thì cũng có đúng nhưng mà cũng tùy tùy cái hãng. Còn ông nói Tức là cái việc có được đi làm hay không được làm đó là do tùy người chủ, đúng không? Do tùy người đúng chủ, người ta có chấp nhận hay không chấp nhận thôi. đúng chứ không phải là người nào ở tù ra là cũng cũng thất nghiệp là không ấy. Vậy thì cái xã hội này nó toàn là ở Mỹ là mấy thằng cà chớn cũng nhiều á, nó đó là cũng có cái đúng nhưng mà giờ ta ở tù mà ví dụ cái tội mà giống như tội bây giờ em đi uống rượu em lái xe đi phải không, mà bị bắt cả là em cũng dục vô tù rồi, phải 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 phân biệt là cái tội nào nữa chứ không phải là tội nào đi ra tù là cũng vậy đâu. Đó, đó anh chứng minh cho anh chứng minh cái cho cái anh đó đó anh thấy là cái khu nhà này không phải là khu nhà mobile home, Dạ nó rồi. ảnh nói dạ yeah, phải 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 nhìn cho nó kỹ rồi trước khi mình nói đúng không, Dạ. anh chỉ có vậy thôi chứ bữa nay chỉ Dạ. có nhiêu đó thôi chứ không Dạ có. rồi. Nhưng mà Ừ thường vậy thôi, cũng cảm ơn anh. Rồi anh nghỉ khỏe nha, bữa nay làm việc tốt, ngày mai gặp nha anh. Rồi ngày mai ok tương lai thì em like lại, anh có rảnh á thì mình vô mình like thêm để cho hiểu về nước Mỹ hay về cuộc sống của Việt Nam mình bên Mỹ. ok dưới cho anh 1 phút này nữa thôi. Hôm mà trước cái livestream trước á em nói tới cái chữ đàn áp là em nghe em dị ứng. Không, anh nói, ý anh nói á là đấu tranh á, mấy anh em ở bên này đấu tranh mà muốn nói sao á để cho Việt Nam á nó được giống như mà được đa nguyên đa đảng, nhưng mà bất cứ cái đảng nào cũng không được đàn áp cái đảng nào chứ. Ý anh không có nói là đảng đảng cộng sản và đàn áp đảng kia, hoặc đảng kia đàn áp đảng cộng sản, hoặc không Dạ không rồi, phải. Anh ý dạ. nói là tất cả các đảng phái đều ngang nhau, không được đảng nào không được đàn áp. Dạ. Ý anh nói đàn áp là đàn áp mấy cái đảng này, nó đàn áp đảng kia, không phải bằng Dạ. nhau. Ý là anh Dạ. nói vậy. Dạ. Ok Dạ vậy anh ok. em ở trên này hiểu rồi không, Dạ. hiểu là cái nhà này không phải là nhà mobile home phải không? Đúng rồi Rồi, phải không, rồi, anh thống chỉ nhất. cho chính xác. Dạ rồi. Ok thôi vậy bye em ha, Dạ bye. chúc ngủ ngon ha. Dạ cảm ơn anh, dạ. Ok bye em. Rồi nãy như là Di thấy là anh Lợi Minh muốn phản biện.